Thank you.
không một đội mà thôi. Năm nay là năm thứ tư Hoàng Nam ta tổ chức trận chung kết rất đông vui và hoành tráng. Trong những ngày hội bóng đá vừa qua, quý khán giả đến sân rất đông để cổ vũ, để động viên, để chứng kiến những trận cầu. Thay đổi đội hình, đội
viên là cờ hoa và cúc, và chúng tôi hẹn là sang năm chúng ta tiếp tục làm sau. Một lần nữa ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn đến các đại biểu khách mời và những người con của quê hương Hoàng Nam đang sinh sống và công tác tại thủ đô Hà Nội và các fan hâm mộ của Nam Đội hôm nay cũng đã đến để dự lễ bế mạc và chứng kiến trao cúp vàng. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn khách mời và các cầu thủ sang năm chúng ta lại gặp nhau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.